Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, tôi đang có mặt ở sân Hàng Đẫy và trong ngày mai, tối ngày 2/9 sẽ diễn ra một trận cầu rất hấp dẫn, trận cầu hay nhất, theo mình nghĩ là hay nhất ở vòng đấu này giữa đội đầu bảng Hà Nội FC và đội khách Tolem Bình Định. Đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Và trước khi đến với trận đấu này, chúng ta hãy cùng theo dõi buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Chúng ta hãy cùng xem là Tolem Bình Định đã có sự chuẩn bị như thế nào và Đình Trọng là khi trở lại Hàng Đẫy sẽ có những cái tâm trạng ra sao, và còn rất nhiều những chi tiết thú vị nữa. Hãy cùng theo dõi video này. Đây là hình ảnh của các thủ Tolem Bình Định ngay khi họ đặt chân tới sân Hàng Đẫy. Buổi tập của bóng này bắt đầu từ lúc 17 giờ. Aaron Smith, kia Văn Lâm kia, may Văn Lâm chúng ta thấy là nào quân này, Xuân Tú. Rất có thể Văn Lâm sẽ có trận ra mắt ngay vào tối ngày mai trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Một cầu thủ đáng chú ý khác chúng ta không thể bỏ qua là Đình Trọng. Cầu thủ này có sự lần quay trở lại Hàn Đẫy sau khi anh chia tay câu lạc bộ Hà Nội để đầu quân cho Tolem Bình Định ở đầu mùa giải năm nay. Đây là Hồ Tấn Tài, sau là Hà Đức Chinh. Rất nhiều cầu thủ được quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu vào trận đấu tối mai. Thực tế thì Văn Lâm đã trở về Việt Nam được hơn một tuần. Tuy nhiên thì ngay khi về Việt Nam thì cầu thủ này đã bị cúm A, rồi sau đó bị chấn thương, khiến cho kế hoạch ra mắt đội bóng Tolem Bình Định của anh gặp phải chút trở ngại. Và sau đó thì khi hồi phục thì cầu thủ này đã trở lại tập luyện và đang sẵn sàng để có màn ra mắt đội bóng mới. Trong số cầu thủ đang tập bên ngoài riêng thì có Jemlin. Sau quãng thời gian khởi đầu khá chật vật thì ấn tượng ở những trận đấu gần đây, tiền đạo người Jamaica phần nào đã lấy lại được niềm tin cũng như là phong độ mà ban lãnh đạo của đội bóng đất võ kỳ vọng của anh khi chiêu mộ anh từ câu lạc bộ Hải Phòng. Lúc này thì Tolem Bình Định đang sở hữu hai thủ môn nằm trong đội tuyển quốc gia Việt Nam là Vũ Tuyên Quang và Đặng Văn Lâm. Tuyên Quang cũng là một thủ thành có nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua. Và thực tế thì Văn Lâm nếu như muốn cạnh tranh xuất bắt chính thì mình nghĩ là cũng sẽ không hề đơn giản. Ai cũng biết là Văn Lâm là một thủ thành đẳng cấp, tuy nhiên thì thời gian qua Tuyên Quang cũng có những cái màn trình diễn tương đối ổn định trong đội bóng đất võ. Và chúng ta hãy cùng xem là huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ xoay sở thế nào khi sở hữu hai thủ thành có thể nói là khá là hay. Và lúc này thì câu lạc bộ Tolem Bình Định đang có được 23 điểm, họ kém 7 điểm so với Hà Nội FC. Một chiến thắng sẽ giúp cho khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng dù ngắn xuống còn 4 điểm, và khi đó thì cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ là rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là đội bóng này có thể làm được điều đó, bởi vì chúng ta đều biết là Hà Nội FC đang thi đấu ấn tượng như nào. Ở lượt đi thì ngay sân của Tolem Bình Định, một trận đấu mà cũng tương đối khó khăn với đội bóng thủ đô, tuy nhiên thì đẳng cấp của những nhà vô địch V-League. Tuy nhiên thì đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu Việt Nam đã giúp cho Tolem Bình Định, xin lỗi các bạn, giúp cho Hà Nội FC vượt qua khó khăn và giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Tuấn Hải. Ngoài Văn Lâm thì như đã nói ở trên, trận đấu ngày mai cũng sẽ là một màn trở lại Hàng Đẫy vô vàn cảm xúc của Đình Trọng.
kể từ khi gia nhập Torrent Bình Định thì về cơ bản Đình Trọng cũng đã được thi đấu nhiều hơn và thể trạng của Đình Trọng lúc này theo mình nghĩ là tương đối ổn. Thi thoảng vẫn có những chấn thương vụn vặt nhưng mà rõ ràng thì sức khỏe của hậu vệ sinh năm 1997 lúc này đã được cải thiện nhiều. Các bạn thấy ngoài Đình Trọng có cả Đức Trinh thì Đức Trinh hiện tại theo mình nghĩ là cũng chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn trong màu áo của Bình Định. Thi thoảng thì đội cầu thủ này vẫn có những cái đóng góp trong lối chơi nhưng mà như thế thì vẫn là chưa đủ so với sự kỳ vọng mà ban luyện đặt vào anh. Cũng phải nói là hàng công của Bình Định lúc này đang rất dày. Ngoài ra Phan Sơn thì còn có Jimmy Linh và Xuân Nam. Ngoài những cái tên trên hàng công như là Xuân Nam, Jimmy Linh thì Torrent Bình Định trận đấu ngày mai cũng sẽ đặt kỳ vọng vào Hồ Tấn Tài. Mặc dù thi đấu ở vị trí là hậu vệ cánh, tuy nhiên thì cầu thủ này cũng đã có đến 4 pha lập công. Một con số rất ấn tượng khi mà chúng ta biết rằng hiện tại thì ở giải đấu V-League của chúng ta vẫn còn rất nhiều những tiền đạo, kể cả những người có danh tiếng vẫn chưa có sự sống bàn thắng bằng với lại hậu vệ 25 tuổi này. Nếu như gọi Torrent Bình Định là một đội tuyển quốc gia thu nhỏ thì điều đó cũng có lẽ cũng không sai. Với sự xuất hiện của Văn Lâm thì chúng ta hiện tại có thể thấy là trên cả ba tuyến của đội bóng này đều xuất hiện rất nhiều những cái tên đang thi đấu cho tuyển quốc gia Việt Nam, kể cả những cầu thủ đã từng chơi nữa. Văn Lâm đang có sự khởi động rất là kỹ càng. Rõ ràng là những người mộ bóng đá Việt Nam đang rất nóng lòng ngày được chứng kiến Văn Lâm tái xuất V-League. Và nếu như trở lại được kịp thời trong trận đấu ngày mai thì có lẽ đó cũng là một thời điểm rất là tốt cho Văn Lâm lấy lại được gọi là như nhỉ, một cái gọi là thể trạng, thể lực cũng như cảm giác thi đấu trước khi hội quân đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung sẽ diễn ra vào ngay sau các trận đấu ở vòng 15 V-League. Và có lẽ là một suất trong đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giải giao hữu sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn Lâm sẽ là người được chọn. Trong khi đó thì Vũ Tuyên Quang cũng có thể là một cầu thủ sẽ được cân nhắc, bởi vì hai lần tập trung trước Tuyên Quang đều được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta chứng kiến những phản xạ của Văn Lâm khi tập cùng thủ thành Vũ Tuyên Quang. Trận đấu ngày mai có lẽ là Văn Lâm sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách bên phía các chân sút của Hà Nội FC. Tuấn Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết hay thậm chí cả những cầu thủ trẻ như là Hai Long sẵn sàng mang lại mối nguy hiểm cho thủ thành Việt Kiều Nga. Có thể nói là trong ngày Quốc khánh Việt Nam thì việc các khán giả thủ đô được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng là Hà Nội FC và Torrent Bình Định có thể nói sẽ mang đến những cảm xúc rất là đặc biệt. Hy vọng là trận cầu tối mai sẽ là một trận cầu đôi công hấp dẫn giữa hai đội bóng theo mình nghĩ là có hàng tấn công mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.